Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mang theo. Lời Chúa vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Jude, Thầy vua Herod trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông Nên chúng tôi đến bái lại người Nghe tin ấy, vua Herodê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời, tại Bethlehem miền Jude, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi bê lem miền đất juda ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của juda vì ngươi là nơi bị lãnh tụ chân dắt israel dân ta sẽ ra đời bấy giờ vua herode bí mật về các nhà chiêm tin đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện rồi vua phái các vị ấy đi bê lem và dặn rằng xin quý ngài đi dọ hỏi tường tận về hài nhi và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi Để tôi cũng đến bái lại người Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông Lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở Mới dừng lại Trong thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng Họ vào nhà thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dân tiếng. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, Chủ đề chính của lễ hiển linh đó chính là ánh sáng Hiển linh đó là ánh sáng ơn cứu độ tỏa ra Tỏa ra cho ai? Thưa cho muôn dân Bất kể họ là người Do Thái hay Hy Lạp Là người đạo gốc hay là đạo dự tòng Hay tân tòng hay bất cứ một người nào đây là một mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã mặc khải cho muôn dân. Một mầu nhiệm mà trong thư thứ hai, Thánh Phaolô Lô đã gửi cho tín hữu Ephesô đã nói rằng, Người đã mặc khải để tôi biết mầu nhiệm này. Mầu nhiệm này mà Thiên Chúa đã không cho những người thuộc thế hệ trước được biết, nhưng nay đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và các ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng dân ngoại được thừa hưởng gia nghiệp với người Do Thái cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Chúa hứa. Rõ ràng đây là một niềm vui quá lớn. Ơn cứu độ không chỉ dành cho người Do Thái nhưng cho tất cả. Và niềm vui đó phải là niềm vui thật sự của chúng ta. Vì giàu muốn giàu không, chúng ta là người gốc dân ngoài chúng ta được lãnh nhận tin mừng nơi các vị truyền giáo ngày xưa. Và vì thế ngày hôm nay chúng ta thử chiêm ngắm ý nghĩa của các biểu tượng mà trong thánh lễ này qua ba bài đọc cho chúng ta biết điều đó. Như bài thánh ca trong giáng sinh vẫn thường hát, đặc biệt là ngày hôm nay lễ Ba Vua, chúng ta vẫn thường hát với nhau, hôm nay muôn dân đã được thấy ánh sáng. Hôm nay Chúa đã viếng thăm dân người, người là vua trên hết các vua, là vua thống trị, là vua muôn đời. Bác thật kính thưa anh chị em, muôn dân đã được thấy ánh sáng, mà đó là nhờ ánh sao dẫn đường. Ánh sao trong thời cứu ước là dấu chỉ của điềm thiên từ trên trời cao, là một trong những dấu chỉ để cho thấy rằng Thiên Chúa ở với dân do thái như cột lửa đã đi trước dân Do Thái, như cột mây đã đi trước dân Do Thái để hướng dẫn họ giải thoát họ khỏi ách đô hộ quai Cập, dẫn họ đi vào trong sa mạc để tiến vào đất hứa. Thì ngôi sao đó là ánh sáng để nhỉ, nghĩ, nghĩ rằng, để ám chỉ rằng quyền uy trên tất cả chỉ có từ Thiên Chúa trên trời cao. Ánh sao đã dẫn đường cho ba vị nhà chiêm tinh Trước đây còn gọi là ba vua hay ba nhà đạo sĩ Điều này để nhắc nhớ lại trong sách dân số từ chương 23 đến 26 Cũng đã đề cập đến ba vị từ phương Đông quê ở Ba La Am Họ theo truyền thuyết thì họ là những người khác mau, khác màu dân tộc nhau Một vị tên là Mekhiot còn gọi là da trắng, một người là Gaspa là da vàng, một người là Bathaya gọi là da đen. Như vậy màu da khác nhau để một lần nữa minh chứng ơn cứu độ Chúa đã tỏ ra không phân biệt màu da. Ba người dân cho Chúa hài nhi ba lễ vật vàng nhũ hương và mộc dược. Theo các nhà giáo phụ, đây là ba biểu tượng cho ba chức năng của Chúa Giêsu vàng biểu tượng cho vua vương đế nhâm mộc dược nhũ hương tượng trưng cho chức vụ tư tế và mộc dược tượng trưng cho chức vụ ngôn sứ như vậy thì ba nhà chiêm tinh đã dâng chúa giêsu ba báo vật này để ám chỉ ba chức vụ của chúa giêsu như nhìn nhận chúa giêsu là vua thật sự là tư tế và là ngôn sứ Ba báo vật tượng trưng cũng tượng trưng cho đức tin đối thần của chúng ta. Vàng tượng trưng cho đức tin. Nhũ hương tượng trưng cho đức cậy và mộc dược tượng trưng cho đức mệnh. Ba người dân cho Chúa Giêsu để biểu lộ tấm lòng của mình dù họ là dân ngoài. Và chúng ta thấy chi tiết đoạn tin mừng đã diễn tả là khi ba người theo ánh sao thì tới thành Bê-lem bổng trưng ngôi bỗng dưng ngôi sao đã bị biến mất. Tại sao vậy? Thưa đối diện với sự dưỡng dưng hờ hững của Herod và cả thành Jerusalem. Hoặc nói chi tiết rõ hơn, Herod là tượng trưng cho cái ác. Herod chúng ta thấy sau khi ba vua đã tường tận kể rõ về cái chuyện hành trình của mình. Herod giả bộ để tìm cách nói với ba vị đi tìm trước rồi báo cho vua sau để vua bái lại lại nhưng thật ra vua đã cũng đã tìm cách để triệt hạ hài nhi Giêsu vì vua sợ mất quyền vua một vị vua sinh ra thì vị vua hiện tại sẽ mất quyền chính nỗi sợ mất quyền đưa đến sự ghen tị ghen tị đi đến cái ác Rõ ràng khi có người nuôi dưỡng sự ghen tị Sẽ dễ dàng đi đến cái ác Herod là biểu tượng cho cái ác Đồng thời cả thành Jerusalem đã xôn xao Vua đã triệu tập những nhà do Thái Những bậc luật sĩ để xem thật sự Là các sách ngôn sứ có nói nói về vị vua này không Họ mở ra và đúng như vậy Vị vua đã sinh ra tại Judah thế mà cả thành Jerusalem lại không biết điều này, họ xôn xao, xôn xao là một cái ám chỉ tâm trạng rất hoang mang, không biết đường nào thật đường nào giả, xôn xao cũng ám chỉ một nỗi sự hổ thẹn, xấu hổ vì một vị vua của vũ trụ sinh ra mà mình lại không đến bái thờ, trong khi ba nhà chiêm tinh những người dân ngoài lại tìm cách để đến bãi thờ. Và vì thế, ngôi sao đối diện với cái ác, ngôi sao đối diện với sự dững dưng lạnh nhạt của lòng người, ngôi sao đã biến mất. Cho nên ba nhà chim tinh đã đối diện, nhưng các ngài vẫn tiếp tục để hành trình là tìm gặp hài nhi giê vua của vũ trụ. Và tin mừng diễn tả là ngôi sao đã xuất hiện tại hang đá Bê-lem các ngài mừng rỡ vô cùng các ngài đã bái lại hài nhi và dân ba lễ vật các ngài đã vượt qua những đường xá xa xôi các ngài đã vượt qua cái ác cái sự lạnh nhạt của con người và các ngài đã vượt qua cả những cái nhìn thiển cận một cái nhìn thành kiến khi bị vua ra đời không phải xuất hiện trong áo cẩm bào không phải xuất hiện một ngai vàng nhưng chỉ là một hài nhi tầm thường sinh ra trong máng cỏ. Và vì thế các ngài bất chấp cái nhìn đó vẫn bái lại hài nhi. Kính thưa cộng đoàn, rõ ràng các ba nhà chiêm tinh những người quá xa xa vì địa lý, xa về kiến thức bởi vì họ không được đọc sách sách ngôn sứ, họ cũng không biết hài nhi sinh ra nhưng cái xa đó làm cho họ khát khao tìm kiếm và rồi họ đã được gặp. Nói một cách khác, ba nhà chiêm tinh biểu tượng cho những người dân ngoài họ quá xa với ơn cứu độ. Nhưng giờ đây họ lại gần bởi vì họ đã được gặp. Còn Herode và cả thành Jerusalem Chỉ lại rất gần. Vua cứu độ đã sinh ra bên cạnh mình. Nhưng vì cái lòng ghen tị, vì cái ác, vì dững dưng, họ lại quá xa hại nhi giê đấng cứu độ. Họ gần về mặt thể lý, về mặt địa lý, nhưng lại xa một cõi tâm linh. Vì thế, hình ảnh đó cũng là một cái điều để cho chúng ta suy gẫm ngày hôm nay. Chúng ta là ai khi chúng ta đang đối diện với hài nhi Giêsu? chúng ta là những người tự xưng là đạo dòng đạo gốc không? Điều đó rất gần, bởi vì truyền thống trong đã truyền lại đức tin cho chúng ta. Đức tin là ngôi sao đã giúp cho chúng ta phải đến bái lại hài nhi, bài thờ tôn thờ Thiên Chúa. Thế nhưng có phải giúp cho chúng ta tìm khát khao thật sự nơi chính Chúa không? Hay là chúng ta chỉ gần trên môi miệng, gần về truyền thống gia đình? gần bị chúng ta đạo dòng đạo gốc nhưng tâm lòng của chúng ta có gần Chúa không? Nếu như chúng ta vẫn để những cái ác, sự ghen tị, sự hận thù, sự dẫn dân, sự lạnh nhạt xâm chiếm tâm hồn chúng ta thì liệu chúng ta có khác gì Herod và những người dân thành Jerusalem ngày xưa không? Rất gần với Chúa nhưng xa một tấm lòng. Chúng ta khi phạm tội là chúng ta quá xa Tội làm xa lìa Thiên Chúa Và khi chúng ta sám hối Thì chúng ta sẽ được Chúa soi sáng Và tha thứ cho chúng ta Dân Do Thái ngày xưa cũng bị Đã sống trong tội lỗi Tội bất trung Tội thờ ngẫu tượng Họ đã đi vào trong vùng bóng đêm của tội lỗi Nhưng Thiên Chúa vẫn ở với họ Và vì thế chúng ta thấy bài đọc 1 đã nói lên hãy bừng sáng lên Jerusalem vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao phủ trùm mặt đất mây phủ chấp chư dân như Chúa đã phá tan tất cả. Ơn cứu độ và sự tha thứ Thiên Chúa phá tan bóng đêm tội lỗi. Vậy thì khi chúng ta phạm tội, chúng ta xa Chúa. Nhưng chúng ta sám hối quay về với Chúa để lãnh nhận sự tha thứ và ơn cứu độ thì chúng ta trở nên gần với Chúa như dân Do Thái ngày xưa đã lãnh nhận ánh sáng từ nơi Đức Kitô. Vậy thì kính thưa anh chị em, một lần nữa phong vụ lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì ngày hôm nay Chúa hiển linh đã chiếu sáng ánh ơn cứu độ cho muôn dân, trong đó có cả chúng ta. Vậy thì hãy để cho lòng khao khát thật sự mong muốn gặp Chúa mong muốn kết hợp với Chúa để đón nhận ánh sáng của bình an, ánh sáng của ân sủng. Và từ đó mời gọi tất cả chúng ta hãy là những ngôi sao khác khi chúng ta chiếu sáng cho muôn dân, những ngôi sao của lòng bác ái, ngôi sao của tình thương, ngôi sao của hy sinh, ngôi sao của dân hiến, của tinh thần xã kỷ, ngôi sao của không phân biệt được màu da sắc tộc, chúng ta phục vụ người khác chúng ta sẽ trở thành ngôi sao chiếu soi cho muôn người nhờ họ họ cũng đón nhận những ơn cứu độ của Chúa Xin cho ngày lễ hiển linh trở thành thật sự là ngày giáng sinh cho mọi người chúng ta để chúng ta luôn luôn dùng ngôi sao đó là lời Chúa bí tích thánh thể đó là đức tin để tất cả chúng ta luôn đến bái lại hài nhi Jesus trong tâm tình đức tin đức cậy đức mến đó là vàng nhũ hương và mộc dược Để rồi cuộc đời của chúng ta Luôn được hạnh phúc và bình an Amen Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là